Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Đới gió Đông Bắc tiếp tục bao trùm hầu khắp các vùng biển của nước ta. Trong đó, khu vực có cường độ gió mạnh hơn cả tập trung ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa với cường độ gió mạnh cấp 6. Riêng khu vực phía Đông Bắc còn có gió mạnh tới cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao trên 4 mét gây biển động mạnh. Dự báo tình trạng gió mạnh, sóng lớn sẽ còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, hiện đang có một khối không khí lạnh mới đang di chuyển xuống nước ta và trong ngày mai sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ trưa mai, gió Đông Bắc tại đây sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Bên cạnh đó, thông tin chúng tôi muốn nhấn mạnh hơn đó là về siêu bão có tên quốc tế là Goni ở khu vực phía đông miền trung của Philippines. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai mùng 2 tháng 11, nó sẽ vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Biển Đông. Nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão số 10 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Mặc dù bão Goni khi di chuyển vào Biển Đông cường độ có xu hướng suy yếu đi đáng kể, nhưng cũng sẽ khiến cho hầu khắp các khu vực biển nước ta chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi diễn biến của cơn bão mới này để có kế hoạch di chuyển phù hợp. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong chiều và đêm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, cường độ gió Đông Bắc chỉ ở cấp 5, mưa dông còn xảy ra ở một vài nơi, tầm nhìn xa duy trì trên 10 km. Tuy nhiên, từ ngày mai mùng 2 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới sẽ lại tăng cường xuống, cường độ gió tăng mạnh trở lại, nên các tàu thuyền cần hết sức chú ý đề phòng. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc ở mức cấp 5. Tuy nhiên, mưa dông vẫn xuất hiện nhiều, khiến cho tầm nhìn xa trên hầu khắp khu vực biển miền Trung, cũng như là trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn thấp dưới 10 km. Nguy cơ về lốc xoáy và gió giật vẫn ở mức cao. Theo dự báo xa thì nhiều khả năng cơn bão Goni sẽ gây ảnh hưởng chính đến khu vực biển miền Trung trong những ngày đầu tuần tới. Bà con ngư dân cần hết sức lưu ý, theo dõi diễn biến cơn bão này để có kế hoạch tránh trú an toàn. Khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau bao gồm tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét. Ngoài ra, dự báo những ngày tới, ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ cũng có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Goni. Vì vậy, thời tiết xấu sẽ còn kéo dài. Tiếp theo là khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc. Trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì gió hướng Bắc đến Tây Bắc, cường độ yếu nên sóng biển thấp. Ban ngày ít mưa, chiều và tối có mưa rải rác. Việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường trên tuyến hải trình này diễn ra tương đối thuận lợi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.